cuộc sống và sức khỏe hiện tại của ông Hoàng Cải Lương Vũ Linh. Người thân đồng nghiệp dành nhiều tình thương cho nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh tên thật là Võ Văn Ngoan, sinh năm 1958 tại thành phố Hồ Chí Minh, xuất thân là một trong gia đình nghèo. Học hành giang dở nhưng ông sớm bén duyên với nghệ thuật. Năm 13 tuổi, Vũ Linh được hát ở trường Văn Phát, sau chuyển qua học ca cổ với thầy Văn Vĩ. Vào năm 1972, ông theo đoàn hát Đồng Ẩu Hoa Thế Hệ lưu diễn ở nhiều tỉnh. Sau thời gian đó, Vũ Linh gắn bó với gánh hoa hát Đào Kim Trường và được nghệ sĩ Diệu Hiền, Trương Ảnh Loan nhận làm đệ tử. Về nghệ thuật ca diễn tuồng cổ, ông may mắn được thọ giáo nghệ sĩ Minh Tư Thanh Tòng. Sau nhiều năm bôn ba ở các đoàn tỉnh, năm 1981, Vũ Linh về thành phố Hồ Chí Minh và thu hút sự quan tâm khi xuất hiện trong sân khấu đoàn Minh Tư và Huỳnh Long. Đến thập niên 1990, ông kết hợp với Tài Linh trở thành cặp Thanh Mai Trúc Mã ở sân khấu. Và trong những tác phẩm ca nhạc Mơ Bụi Ăn Khách Một Thời, trong sự nghiệp Vũ Linh từng nhận được nhiều giải thưởng nghệ thuật xá trị. Năm 1997, ông chính thức được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Vũ Linh còn được khán giả yêu thương, phong danh là ông Hoàng Cải Lương với những công hiến hết mình cho bộ môn nghệ thuật đặc sắc của nước nhà. Từ năm 2019, Vũ Linh ngừng đi diễn. Có nhiều bệnh ảnh hưởng đến sức khỏe, ngoài bị bệnh đường ruột kéo dài lâu năm, ông còn mắc vấn đề cột sống, không thể đứng thường xuyên hay biểu diễn vũ đạo. Trong khoảng thời gian nghỉ ngơi, ông vẫn nhận được nhiều lời mời trở lại, nhưng hầu hết Vũ Linh đều từ chối vì sức khỏe không cho phép. Đến đầu năm 2022, lần hiếm hoi xuất hiện của ông khi tham gia chương trình game show Kiếp Cầm Ca của nghệ sĩ nhân dân Hồng Nga. Trở lại với sân khấu, ông xúc động nói 3 năm không đi hát với tôi là một khoảng thời gian rất dài. Tôi trở lại với nghề vì nhớ đồng nghiệp, ánh đèn sân khấu và tiếng vỗ tay của khán giả. Sau lần xuất hiện hiếm hoi vì mối thân tình lâu năm với đồng nghiệp và góp mặt thêm trong một vài chương trình phù hợp, Vũ Linh tiếp tục vang bóng. Mới đây, nghệ sĩ ưu tú Thái Mỹ, nghệ sĩ nhân dân Lê Thủy, Võ Minh Lâm đã đến thăm hỏi nam nghệ sĩ cải lương gạo cội. Thái Mỹ cho biết thương chị Lê Thủy quá, chị mới từ Úc về Việt Nam, nghe tin anh Linh bị bệnh nên chị nói phải đưa chị đi thăm anh liền. Thế là mấy anh chị em xông vào nhà để thăm anh. Xót xa quá, anh cũng đau rất mệt. Nhưng chị Lê Thủy, chị Thuệ Miêu, anh Hoàng Sông Việt, Mỹ và Võ Minh Lâm kể chuyện xưa, chuyện đời, chuyện nghề, cùng nhau trò chuyện đã khiến anh vui vẻ nhớ lại những kỷ niệm đã quên đi cái đau, cái mệt. Cô cũng thay mặt mọi người gửi lời chúc mừng đến đàn anh. Tin nghệ sĩ chúng em là ở chỗ này nè. Luôn yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Cầu nguyện cho anh Vũ Linh mau hết bệnh để tiếp tục phục vụ khán giả. Biết bao tình yêu thương của mọi người dành cho và trông chờ vào anh. Cố gắng lên tình yêu của em ơi, hiện tại cạnh sự yêu thương của đồng nghiệp khán giả, ông cũng được sự chăm sóc chu đáo của người thân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.